Thì bây giờ em làm cái vách này, ngăn chỗ này ra. Hai chị em mình làm. Vâng. Đi lấy đồ đi. Xem mình đi chụp cái đó. Một giây thôi, thay nhạc.
Thank you.
Thank you.
Khoa ơi. Dạ. Khoa ơi, chứ chị cái thang quá. Vâng. Để cái này bị thả lại xuống nào. Thả đi. Thank you.
giao cho lợn này. Ừ. Đi cuốc vườn về em. Con này to lắm rồi đấy, mày to hơn hai con kia rồi đấy. Đừng có bắt canh nhau. Ăn đi.